Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 8. Mỗi hành tinh tịnh độ có tuổi thọ là bao nhiêu năm? Việc quản lý nước tịnh độ của một vị Phật kéo dài bằng tuổi thọ của hành tinh này hay như thế nào? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Hành tinh tịnh độ thì không có tuổi thọ do vị Chúa Trời quản lý. Còn vị Phật đến hành tinh tịnh độ là để dạy học đạo giải thoát do vị Chúa Trời này thỉnh đến dạy. Xin mời cô hỏi tiếp.